nào Dancy, hôm nay cô sẽ dẫn em đến lớp học dưới nước của thầy. Hôm nay thầy bận lên, cô sẽ dạy thay thầy ấy. Khả năng ông thầy chuẩn bị quà cưới sao mà để người yêu dạy thay. Đóng cửa vào rồi đi theo cô nào. Xung quanh lớp học đều có nước, để xem hôm nay em có thể trốn học đi đâu được. Thầy bảo cô là phải để ý đến em nhiều hơn. Gớm, ông thầy quý tôi thế cờ đấy, kiểu này thì toang rồi. Người yêu thầy là một người vô cùng ghê gớm, lại còn học tiếng Anh nữa. Bắt đọc đống sách này thì bố ai hiểu được. Tốt nhất là lấy máy tính ra học tiếng Anh trong game còn hơn. Có tiếng gì thế nhỉ? Thằng Dancy này, em giỏi thật, dám chơi game trong tiết của cô. Đau quá bà giáo đánh đá. Cái gì? Em vừa gọi cô là gì hả? Nói lại xem nào. Em định làm cái trò gì đây hả? Mau kéo cô lên. Kéo cô lên á? Cô đang nằm mơ bắt con tưởng bờ sao? Em có món quà cho cô đây. Ôi vãi, không ngờ sức mạnh của cây nỏ thần này đáng sợ thật. Nó tạo ra một hố sâu luôn. Bà giáo này đánh đá lắm. Bây giờ tôi phải chuồn trước đã. May là trong người có ít dụng cụ để trèo lên, không thì cũng chịu chết. Đây là lớp học tôi đã giúp đỡ ông thầy xây nó. Vì vậy có rất nhiều cạm bẫy tôi đã bí mật thiết kế. Bên phải này là cửa nước, bên trái này thì là cửa lửa. Còn ở phía sau bảng đen có một căn phòng bí mật ở đó. Mau vào trong đây và đóng cửa lại trước khi bà giáo đánh đá biết nó. Chỉ cần ở trong đây là tôi sẽ an toàn với bà giáo đó. Lấy máy tính ra chơi game giải trí cái đã. Đây là những gì mà anh người yêu của tôi phải trải qua mỗi khi đi dạy sao? Bảo sao anh ấy luôn trong trạng thái suy nghĩ đến mức cần hói cả đầu. Hôm nay tôi sẽ thay anh xử lý thằng Dancy. Chỉ sơ suất chút mà cái mông tôi ê ẩm hết cả lên. Không sao, chắc chắn nó sẽ ở cái cửa sập này. Tiên sư nhà nó, cháy cái quần yêu thích của tôi rồi. Cái thằng danh Dancy này, nó làm tôi bực lắm rồi đấy. Lúc vào lớp không thấy có cửa nước và cửa lửa, khả năng là nó trốn ở một trong hai cửa đó. Tông môn nó, nhiều cờ di bơ quá. Thằng này ác độc quá, nó muốn tôi bị nổ tan xác. Nếu mà cửa nước không phải vậy, chắc chắn là cửa lửa rồi. Thật may là hôm nay đi dạy anh người yêu đã đưa cho tôi Ngọc Ender. Tôi không thể để anh người yêu biết tôi bị một lũ xương đánh tập thể. Trên bảng có hai cái cần gạt, tôi sẽ thử cái này trước. Ôi chết tiệt, là cờ zipper. Giờ không còn là chuyện trả thù cho anh người yêu nữa, mà tôi sẽ xé xác cái thằng Dancy này. Tranh vênh một cách thật sự, tất cả đều là bẫy, vậy lối đi bí mật ở đâu? Nó không thể nào thoát ra khỏi lớp học này được, chắc chắn vẫn chỉ trong đây thôi. Phải tìm kiếm cẩn thận lại mọi chỗ mới được, có gì đó bất ổn với cái bảng đen này. Thằng Dancy, mày không thể trốn được cô đâu. Ôi hỏng rồi, bà giáo đánh đá đang vào đây, sử dụng cần gạt. Mày chạy hộ cô cái. Đừng dọa em thầy, còn phải ăn hành của em chứ gì cô. Cô mà lên được thì mày chết với cô. Em ngu gì mà để cô lên chứ, công nhận sức mạnh của cái nỏ này phê thật. Có chuyện quái gì xảy ra với tôi thế nhỉ? Mau thả em ra nào. Sao cô lại nhốt em ở đây? Tỉnh rồi đấy hả cái thằng mất dạy kia? Em có biết em đã gây ra chuyện tày đình gì không hả? Em có làm gì đâu mà cô lại nhốt với đánh em. Vẫn còn cái, đứa nào đã bắt nạt chị dâu tương lai của cô? Người yêu của thầy đó hả cô? Ông anh cô bảo mau em hoàn thành hết đống bài tập này thì sẽ xem xét tha cho em, nếu không thì em xác định đi nhé. Còn nhìn cái gì nữa hả? Không mau làm cho xong đi trong lúc cô đi ăn. Cô yên tâm ạ, em sẽ làm xong ngay thôi. Cô mang cho em ít đồ ăn nhé. Cay thật ý, cái bà giáo phát xít này đánh tôi tìm người luôn. Tôi gì mà đòi nhốt được tôi ở đây, lại còn bắt làm đống bài tập nữa chứ. Cứ đợi đấy, tôi sẽ trả thù cho những vết bầm tím trên người sau. Bây giờ tôi phải chuồn khỏi chỗ này đến căn phòng bí mật đã. Sắp đến giờ chơi game với người yêu rồi. Cô ấy bảo không kéo lên cao thủ thì chia tay khổ quá mà. Không biết cái thằng Dancy nó viết xong chưa? Phải đi kiểm tra xem. Ô cái quái gì thế này? Nó trốn kiểu gì vậy? Chết thật, nó đào một cái hố trong nhà tôi. Khả năng là nó chưa chạy được xa, phải đi tìm xung quanh đấy trước. Hứ, đây là đâu? Tranh vinh thật, sao lại có tấm áp lực ở cầu thang nhỉ? Khả năng trên đó không có rồi, tôi sẽ đi xuống tầng một kiểm tra. Gì nữa vậy trời? Thật sự tức chết mà. Tôi đang bị đấm ngay trong ngôi nhà của mình. Sao lại mọc đâu ra hai cái cửa sập ở đây? Để xem nó là cái gì nào. Điên lắm rồi đấy. Cái ngôi nhà của tôi đang phản chủ rồi. Chờ chút, tôi nhớ có lần ông anh đã bảo thằng Dancy sửa nhà giúp. Chắc chắn là nó làm. Cô mà tìm thấy thì mày chỉ có chết thôi em ạ. Bà giáo giỏi thật, tìm được chỗ này. Mày giỏi lắm, phá nhà cô lại còn đấm cô nữa.
May là cái bẫy này nó hoạt động tí nữa thì oảng rồi. Đây là cửa lửa và cửa nước tôi đã thiết kế. Tôi sẽ trốn vào bên trong cửa nước. Ở trong đây tôi đã lắp đặt các khẩu pháo thần công, nó sẽ bảo vệ tôi an toàn. A few moments later. Tông môn nó, tôi muốn phải hành hạ nó để nó trải qua những gì tôi đã phải chịu. Trước tiên lấy ngọc Ender ra để kiểm tra cửa lửa. Sao lại không có ai ở đây nhỉ? Đây rồi, lần này thì em có chạy lên quận Densi ơi. Em sẽ phải trả giá cho những gì đã làm. Hụt rồi nhé, cô biết là em sẽ làm vậy mà. Hồng rồi, có vẻ lần này lạnh ít dữ nhiều rồi. Kỹ năng như thế mà cô đòi solo với em thì chỉ có chết thôi. Mưa gió thế này mà ông thầy làm cái trò gì nữa đây? Không biết chạy vào nhà chú mưa nữa. Thầy đang làm cái gì thế? Hóa ra là em mà Densi, không em thì là ai chứ? Thầy làm gì trên này? Thầy đang muốn thử sức mạnh sấm sét. Thầy thử sức mạnh sấm sét thì việc gì lại nhốt em vào đây? Em xem đây này. Mấy cái này hút sét quá. Em thấy sao nào? Có tuyệt vời không? Thế cái lồng kia để làm gì vậy thầy? Hôm nay thầy gọi em đến đây để xem thầy biến thành thần. Ôi chết thật. Ông thầy bị sét đánh rồi. Đây rồi, cuối cùng tôi đã thành công. Ôi vãi, ông thầy biến thành cái thứ gì thế này? Em có muốn biến thành thần như thầy không? Em không quên thầy, thầy tránh xa em ra đi. Sợ thật đấy, ông thầy đã biến thành ái nam ái nữ, lại còn kêu thành thần chứ. Mau biến khỏi nơi này nhanh còn kịp. Để ông thầy bắt được lại biến mình thành thần nửa mùa kiểu này thì đúng là còn cái nịt. Có thể sau vụ tôi làm cho người yêu của ông thầy ăn hành bỏng cả mông, ông thầy đã bị sang chấn tâm lý khi bị người yêu đá, nên mới phải có cái suy nghĩ và ý tưởng điên rồ như vậy. Tôi phải tránh xa ông thầy. Cái thằng đen xì chết tiệt này, thầy có lòng tốt biến em thành thần mà em lại phụ lòng thầy. Đã vậy thầy sẽ bắt mày phải trả giá. Tông môn nhà em, bắt được em rồi nhé. May là tôi nhanh tay, tí nữa thì bị ông thầy xích được. Ở phía trước kia có hai cái cần gạt tôi đã thiết kế. Cái bên trái là bẫy, còn cái bên phải là lối đi bí mật của tôi. Cái cống này dẫn đến căn phòng bí mật của tôi. Chắc chắn là ông thầy sẽ không thể ngờ rằng tôi trốn ở dưới một cái cống. Thằng này phản thật rồi, nó vừa đẩy tôi từ tầng 18 xuống. Thật không thể tha thứ cho nó được nữa. Có hai cái cần gạt ở đây, nó chuyên thích làm trái ý. Khả năng cần gạt bên trái. Tông môn, nó biết tôi sẽ chọn bên trái trước sau nhỉ. Mày giỏi lắm em ạ, thầy sẽ bắt được mày. Nhìn cái nắp cống này bất ổn quá, có lẽ nào nó lại đang trốn dưới đó. Biết ngay là nó bất ổn mà. Ông thấy quái vật đến rồi, mau sử dụng cần gạt. May là nhanh tay, không ngờ ông thầy muốn dùng bom để nổ chết tôi. Kiểu này bất ổn thật rồi. Ông thầy giờ đã bất tử lên, ông sẽ đánh bom cảm tử liệu mạng đây. Ở cửa lửa này tôi sẽ lấy một viên ngọc Ender để đánh lạc hướng. Như vậy sẽ giúp cho tôi có thời gian để chuẩn bị công tác đối phó với ông thầy. Bây giờ tôi sẽ phải thiết lập những khẩu pháo thần công này. May là bây giờ tôi đã bất tử khi đã trở thành thần. Không thể tha thứ cho thằng đen xì này nữa. Nó thật là kẻ phản nghịch. Chắc hẳn phải có lối đi bí mật nào ở đây. Tôi đoán của không sai mà. Ở đây có cửa nước và cửa lửa. Chắc chắn nó đã lấy một viên ngọc Ender để lừa tôi. Tôi sẽ kiểm tra ở cửa nước. Tông môn nó, không ngờ cửa nước cũng là cái bẫy. Lần trước cái cần gạt bên phải là đúng, khả năng cũng sẽ là cửa bên phải. Cứu mình à! Thật sự tức điên lên luôn rồi đấy. Tôi thật sự hành hạ thằng đen xì. Chỉ còn cánh cửa này thôi, chắc chắn là trong này rồi. Không ổn rồi, nghe thấy tiếng ông thầy vào đây. Mau ra tay nhanh thôi, không là còn cái nịt bây giờ. Thần bất tử với em này. Trước khi bị đấm sập mặt, ông thầy vẫn ông quên giao bài tập cho tôi. Ông thầy thật sự làm tôi rất là tranh vênh luôn ý. Hôm nay lại đến lớp muộn rồi, có chuyện gì thế nhỉ? Sao lớp học ít vậy? Chào cô, em đến rồi đây ạ. Hóa ra là thằng đen xì, có vẻ em thích đi muộn tiết học của cô. Không phải vậy đâu, cô đừng nghĩ xấu về em như thế. Em có thấy hai tên xương kia không? Đó là học sinh không làm bài tập bị biến thành. Con đường đó làm gì, mau vào chỗ nhanh. Em vào chỗ ngay cô ơi, em ngồi bàn đầu nhé. Liệu hồn đấy, chép bài và làm bài tập đầy đủ, nếu không cô sẽ cho bọn xương đánh em. Để tôi lên Google tìm kiếm cách biến người xương thành người. Tôi phải cứu các bạn chứ không thể để bà giáo tác oai tác quái được. Tông môn thằng đen xì này, bảo chép bài đầy đủ mà lại chơi game hả? Đưa máy tính ra đây mau, trước khi cô biến em thành bộ xương đen. Được rồi, tất cả các em quay trở lại bài học. Chết thật, tôi phải lấy lại máy tính trước khi bà giáo thấy nội dung tôi vừa tìm kiếm. Tranh thủ bà giáo không để ý. Headshot nào, lấy lại được máy tính rồi. Bây giờ tôi phải mau té khỏi đây trước khi bà giáo quay lại. Tôi vẫn nhớ là đằng sau cánh cửa kia là có căn phòng bí mật do các đàn anh của tôi đã thiết kế. Chắc chắn là chiếc máy tính đó có bí mật nó không muốn tôi biết, nên nó đã đâm nén tôi từ phía sau. Phải mau tìm nó lấy lại máy tính. Có cái cần gạt ở đây, hãy thử nó. Tông môn không kịp chạy luôn, thử nốt cái cần gạt này xem. Tông môn, hai cái bẫy này nó làm cho hai con xương của tôi chạy mất rồi. Phải mau tìm thằng đen xì tính khổ biến nó thành con xương thay thế. Có khá là nhiều lựa chọn nhưng linh cảm chỉ dẫn tôi theo cửa bên trái.
Bất ổn rồi, vừa nghe tiếng bà giáo hét to quá. Mau đi vào căn phòng bí mật thôi chứ ở ngoài đó thì còn cái nịt. Chắc chắn thằng Dancy ở sau cánh cửa này. Khả năng là cửa nước rồi. Tông môn hóa ra bọn xương ở đó bị một lũ nó đánh đau quá. Vậy chỉ còn cửa lửa thôi, mau lấy ngọc Ender để bay vào bắt thằng Dancy. Mấy con lợn này tránh xa ra đi. Thật chênh vênh, nó trốn ở đâu được nhỉ? Tông môn nhà em trốn kỹ đấy, xem em chạy đi đâu. Em có thèm chạy đâu chứ.